Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với trang trí nội thất 3D. Rất vui lại được gặp mọi người trong video này. Chúc mọi người có thêm một ngày mới vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Hôm nay thì trang trí nội thất 3D lại được vinh dự để lắp đặt full nội thất cho căn hộ 3 tầng có địa chỉ tại 213 phố Thiên Lôi, thành phố Hải Phòng. Như mọi người có thể nhìn thấy thì dưới không gian tầng 1 này thì sẽ không làm gì, bởi vì khu vực này là khu vực để xe và nơi của gia chủ dạy học, vì gia chủ tiền thân là giáo viên. Thế nên sẽ bỏ trống và không làm gì. Và chúng ta hãy cùng đi lên từ tầng gác xếp trở lên để xem thành quả của bên trang trí nội thất 3D đang hoàn thiện cho không gian 3 tầng này nhá. Ok, như mọi người có thể bước lên phòng khách thì có thể nhìn thấy là một bộ sofa đi kèm là những hệ sàn nhựa hẹp khóa cao cấp tông màu óc chó rất là sang trọng và hiện đại. Đấy. Ok, khu vực để TV thì mọi người có thể thiết kế một bức vách nhỏ và đơn giản như này để tạo điểm nhấn cho không gian phòng khách không bị lạnh lẽo, và thêm phần sang trọng và lịch sự nếu như có không gian có những cái điểm nhấn nhỏ trong không gian phòng khách này. Đấy, đi kèm vào những chiếc kệ tivi màu óc chó cũng rất là sang trọng, một tông màu không gian phòng khách hoàn toàn là màu óc chó nha mọi người nhá. Đấy, rất là đẹp luôn, rất là ấm cúng luôn. Đấy, mọi người có thể nhìn thấy một lần nữa toàn cảnh một không gian phòng khách được cải tạo bằng tông màu óc chó rất là ấm cúng này. Một bộ sofa đi kèm là sàn nhựa hẹp khóa cao cấp, kết hợp là một bộ vách tivi. Đấy, từ kệ tivi cho đến tất cả các đồ dùng trong phòng khách này thì đều là tông màu óc chó. Ok, và chúng ta cùng đi lên tầng 2 để xem những thành quả của bên mình hoàn thiện cho không gian 3 tầng này nhá. Ok, thì mình vào bên phải thì có một không gian phòng ngủ của một cậu cả con trai của gia đình này, thì cũng được bố trí những hệ tủ, giường, bàn học đầy đủ công năng cho cậu bé. Đấy, kết hợp là những hệ sàn nhựa khóa cao cấp màu óc chó, đấy, màu mã 720 nhé mọi người nhé. Còn tông màu giường tủ gỗ công nghiệp MDF sẽ là màu 336. Ok, trong quá trình anh chị nào mà đang nghiên cứu dòng sản phẩm này mà chưa tìm ra được đơn vị phân phối cũng như thi công uy tín thì cũng có thể liên hệ ngay đến hotline 0972584331 để được em tư vấn chi tiết hơn về sản phẩm. Và chủ nhà thì đã nghiên cứu trang trí nội thất 3D rất là nhiều trên tất cả các nền tảng xã hội như YouTube, Facebook, Google hay là TikTok. Thì đã nghiên cứu rất nhiều sản phẩm của trang trí nội thất 3D mang lại, thì đã quyết định lựa chọn trang trí nội thất 3D để là đơn vị thiết kế và thi công nội thất cho chị chủ nhà. Đấy, chị chủ nhà là đang đứng mặc áo hồng và anh em thợ mình đang lắp đặt phòng ngủ master của hai vợ chồng nhà chị chủ nhà. Đấy, những công năng được thiết kế nó rất là đầy đủ, tiện nghi, từ tủ quần áo, giường đến là một bộ vách rất là sang trọng. Đấy, bàn phấn trang điểm. Đấy, rất đẹp luôn này chị nhá. Và gia chủ đã nghiên cứu và tìm hiểu rất nhiều đơn vị trên thị trường nhưng cuối cùng cũng lựa chọn trang trí nội thất 3D để gửi gắm niềm tin. Và hôm nay cũng là ngày bên mình lắp đặt full nội thất cho không gian 3 tầng của chị chủ nhà. Đấy, những tông màu vân gỗ óc chó rất là ấm cúng luôn mọi người nhá. Đi kèm là những hệ lam sóng cũng như là một bộ vách tivi rất là phong cách châu Âu luôn. Nếu như anh chị nào mà đang trong quá trình tìm hiểu những đơn vị phân phối thiết kế cũng như thi công nội thất uy tín thì cũng có thể liên hệ ngay đến hotline 0972584331 để được bên em tư vấn chi tiết hơn. Và hiện tại thì bên mình đang lắp đặt cho chị chủ nhà này có địa chỉ tại 213 phố Thiên Lôi, thành phố Hải Phòng. Với trị giá căn hộ này thì chưa đến 100 triệu cho full cả 3 tầng luôn mọi người ạ. Mà nếu như anh chị nào mà trong quá trình em chia sẻ video này thực sự thấy hữu ích hay là hay, những thước phim mà có giá trị đến anh chị thì hãy nhớ nhấn nút đăng ký và bấm chuông để theo dõi nhiều video hay hơn mà bên em đăng tải lên kênh Nhiếp Ảnh Ngay. Và hãy chia sẻ video này đến cộng đồng mạng để nhiều người biết thêm những đơn vị phân phối cũng như thi công thiết kế nội thất uy tín cho gia đình anh chị và các bạn, nếu như gia đình anh chị và bạn sau này có nhu cầu. Và một lần nữa xin chúc tất cả anh chị và các bạn có phút giây xem video thư giãn và vui vẻ. Hãy liên hệ ngay đến hotline 0972 584331 để được em tư vấn chi tiết hơn. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Xin chào.